Em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em xin review chiếc xe nâng Komatsu 1,8 tấn. Con này nâng cao 4,5 m, có dịch càng các bác nhé, dịch càng đàng hoàng. Xe vừa hạ công, tức là xe về từ Nhật về hôm 27 Tết. Em vẫn còn dính rất là nhiều bụi ở bên Nhật. Em chưa kịp rửa, hôm nay em tranh thủ em review luôn. Mấy hôm nữa thì em sẽ rửa sạch sẽ đi thì trông nó sẽ khác hơn một tí nữa. Hôm nay em review trước. Trước khi rửa. Xe rất ngon, êm các bác ạ. Con này mới chạy 1.700 giờ nhé các bác nhé. Rất ngon các bạn. Xe được sản xuất năm 2009, nâng cao 4,5 m. Đây dịch càng này các bạn, đây dịch càng này. Xe rất đẹp luôn, nổ rất là ngon. Bác nào mà cần nâng cao là sử dụng con này là ngon đấy, nguyên bản. Con này giá có 145 triệu, giá cứng đấy ạ, giá không mặc cả.